Từ bây giờ trở đi nè, thì anh chị cô chú nào á mà chọn iPhone cũ bên em Cường á, thì sẽ không lo về pin với lại là màn hình cảm ứng nữa nha. Lý do á, là em Cường mới có chính sách này cũng rất là hay nha. Có nghĩa là em sẽ thay mặt kính cảm ứng cho anh chị hoặc là thay pin miễn phí trong vòng 2 năm nha. Đó, nếu mà cái máy nó bị bể mặt kính ha, rồi nó bị phụ pin thì em thay cả hai luôn cho anh chị. Ok chưa? Miễn phí không có tính tiền gì hết. Rồi á là cái mức giá em chia á, thì là vẫn bình ổn nha, chứ không phải là vì mình tăng cái dịch vụ lên cái mình đổi cái giá lên là không có nha. Em Cường vẫn giữ bình ổn giá, em nói cho anh chị biết, để mất công anh chị nói em Cường kiếm cớ để tăng giá bán không có. Mình chỉ tăng cái lợi ích cho khách hàng thôi, chứ cái giá thì em vẫn cố gắng là bình ổn nhất, cạnh tranh nhất có thể. Thì thật ra nếu mà anh chị biết đến em rồi á, thì anh chị cứ search, cứ tìm hiểu về những cái model em Cường đang có ở trên site á, thì em nói với anh chị là hầu như em lúc nào cũng thuộc cái top á. Top đầu về cái giá anh chị, còn về chất lượng thì anh chị yên tâm, tại vì bên em Cường bán là bảo hành một đổi một mà, rồi cam kết là không dinh tặng máy đó. Những cái chiếc máy là anh chị thấy không, 13 Pro Max trong cái tình trạng như một cái máy mới luôn anh chị. Mà bên em Cường lựa rất là kỹ ha, cái hàng nào mà phải phẩy xước xước á, mà khi mình nhập cái loại hàng A cộng này nè mà bị phẩy xước xước là em Cường trả luôn, chứ em Cường không nhập đó. Em chỉ làm hàng dinh nguyên bản thôi, kính là không đánh là tuyệt đối, kính là phải dinh nguyên bản không đánh gì hết, máy là phải trong tình trạng đẹp khen. Nhưng mà đây là những cái chiếc máy 13 Pro Max 1978 anh chị, thì em Cường đã review rất là nhiều về cái dòng iPhone 1978 này rồi ha. Thì hôm nay em Cường chỉ lên để nói những cái chính sách này cho anh chị mình biết ha, em áp dụng luôn chứ không có đợi chờ gì nữa anh chị. Nhưng mà nó có một cái nha, đó là anh chị á là phải tham gia vô cái gói 12 tháng một đổi một của em Cường. Tại vì bình thường mặc định là em Cường chỉ bảo hành là 6 tháng một đổi một thôi, bây giờ anh chị lên 12 tháng một đổi một cho em luôn, cực kỳ hời, có 390 đến 590 thôi, tùy model máy đó anh chị thấy không, em bao hời luôn. Rồi từ nay trở về sau á, chọn iPhone cũ của em Cường thì không còn lo về pin hay là bị rớt bể cảm ứng gì nữa nha, không có tốn tiền luôn.